Xin chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin điểm tuần số 97 của Trường Đại học Tài chính Marketing. Kính thưa quý vị, sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể, các giáo sư, y bác sĩ đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương đã từ trần hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024, tức ngày 14 tháng 6 năm Giáp Thìn, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi. Gần 60 năm công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến đồng chí. Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức quốc tang. Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024. Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, đặt lợi ích của Đảng, tức là đặt lợi ích của nhân dân lên trên, lên trước hết. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong những năm qua, Đảng ta luôn có trách nhiệm cao nhất đối với dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, lấy nhân dân làm chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới. Quan điểm xuyên suốt trong tư duy và hành động của Đảng ta dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm cho đất nước ta đạt được nhiều thành tựu vượt bậc về phát triển kinh tế, xã hội, góp phần đưa đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Xuyên suốt trong tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân dân. Tổng Bí thư luôn khẳng định, Đảng ta phải có trách nhiệm cao nhất với dân, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Đường lối của Đảng mà không phản ánh được lợi ích của nhân dân, của đất nước, của dân tộc, không phù hợp với quy luật tiến hóa của lịch sử là đường lối sai lầm. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân là quy luật tồn tại, phát triển và hoạt động của Đảng, là nhân tố quyết định tạo ra sức mạnh của Đảng. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, theo Tổng Bí thư, đó là một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Mai kia có biến nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không, đấy mới là thành công thực tế của đại hội. Chúng ta vượt lên và vượt qua bao nhiêu khó khăn để rồi chúng ta có cái ngày hôm nay. Thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định được cái triết lý chính trị, cái chủ đích là vấn đề con người cả, chứ không phải là cứ nói xã hội giàu có chung chung. Một trong những dấu ấn là dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng đã ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 vùng kinh tế trên cả nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hoạch định mục tiêu, tầm nhìn, phương hướng, giải pháp nhằm tạo sự phát triển mạnh mẽ, đột phá. Năm 2023, quy mô GDP đạt khoảng 430 tỷ đô la Mỹ, trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trong ASEAN và thứ 35 trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Thu nhập bình quân đầu người khoảng 4.300 đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 700 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 22 toàn cầu và trở thành một trong những quốc gia hàng đầu ASEAN về thu hút FDI. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,93% theo chuẩn nghèo đa chiều, 78% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đưa vào sử dụng nhiều sân bay bến cảng hiện đại với hơn 2.000 km đường cao tốc.
Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam năm 2023 được các tổ chức xếp thứ 65 trên 137 quốc gia được xếp hạng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đóng vai trò quan trọng cùng Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từng bước hoàn thiện và phát triển tư duy lý luận, chủ trương đường lối của Đảng về xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với cương vị là người đứng đầu đất nước trong hơn 13 năm qua, và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với Ban Chấp hành Trung ương, với Bộ Chính trị đã đưa ra những định hướng rất quan trọng và để lại những dấu ấn rất đậm nét trong cái quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Đây thực sự là những động lực tăng trưởng và phát triển kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới vừa qua, tạo nên cái sự phát triển và những cái thành tích rất ấn tượng về kinh tế xã hội, được bạn bè thế giới công nhận. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, thì đất nước ta đã từng bước ổn định được kinh tế vĩ mô và duy trì cái tốc độ tăng trưởng, kiểm soát được cái lạm phát hơn 10 năm. Cho nên các cái tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam chúng ta là đất nước có triển vọng ổn định. Vì lẽ đó mà chúng ta thu hút được rất nhiều nhà đầu tư trực tiếp và gián tiếp cùng với cái đầu tư trong nước để thúc đẩy kinh tế Việt Nam chúng ta tăng trưởng một cách bền vững. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những kết quả và thành tựu đạt được trong thời gian qua là sản phẩm kết tinh sự sáng tạo của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đóng góp vào những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước là vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng ta từ nhiệm kỳ Đại hội 11 đến nay, đã cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, thực hiện ước vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu. Thưa quý vị, với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân. Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn thể hiện rõ nhất phẩm chất cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người luôn kiên định quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và mỗi khi nhắc tới những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại bày tỏ sự xúc động. Trong nhiều lần chia sẻ với cán bộ về lẽ sống của người cách mạng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh phải làm sao giữ cho được, làm cho đúng tư cách, đạo đức, danh dự của người cán bộ, đảng viên. Là người cán bộ, đảng viên nếu không nêu gương sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của nhân dân. Cần phát huy hơn nữa cao độ tinh thần trách nhiệm, nêu gương, gương mẫu về đạo đức lối sống trong công tác, trong cuộc sống bản thân gia đình và người thân. Hết sức tránh tình trạng, chân mình thì còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc, đi dê chân người. Người ta không chịu đâu, anh phải gương mẫu trước đi đã. Sự khiêm tốn, giản dị của người đứng đầu đảng không chỉ được thể hiện bằng những hình ảnh như thế này, mà còn in sâu trong suy nghĩ của những người từng làm việc, công tác với Tổng Bí thư trên các cương vị. Không bao giờ phô trương hay là hình thức. Anh bảo tôi là tất cả những cái loại khẩu hiệu mà nó cứ chăng là nhiệt liệt chào mừng dẹp hết đi cho tôi. Thì Bí thư đi làm việc với lại các nơi thì có cái gì mà phải chăng nhiệt liệt chào mừng với các thứ. Có những bộ quần áo hôm nay mà bác Tổng Bí thư mặc hàng chục năm, chứ không phải là một vài năm rồi đổi mốt. Cái xe bác đi cũng vậy. Thế rồi những ngày sinh nhật không có cái chuyện mà các nơi đến thì chúc mừng sinh nhật của anh đâu. Cả một cuộc đời giản dị vì nước, vì dân cho đến cái giây phút cuối cùng. Nếu nêu gương chỉ cho cá nhân mình thì chưa đủ. Ở Tổng Bí thư mà tôi được biết là nêu gương từ trong chính gia đình của mình. Đây là điều mà các quy định của Đảng, đặc biệt là quy định 144 đã đề cập đến hết sức sâu sắc. Không để cho
vợ con, họ hàng lợi dụng danh nghĩa uy tín của mình để trục lợi. Đây là cái điều khó nhất mà Tổng Bí thư với tư cách là người đứng đầu hết sức coi trọng và đi tiên phong. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 7 nhiệm kỳ là Ủy viên Trung ương Đảng, 6 nhiệm kỳ là Ủy viên Bộ Chính trị, là ngọn cờ đầu về lý luận của Đảng, là người đi đầu trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng và cũng là hình mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí gương mẫu trên tất cả các lĩnh vực. Mỗi lần mà gặp đồng chí đầu Tổng Bí thư thì người dân người ta rất phấn khởi. Đây là một cái gương mẫu để người ta xem vào đó, để người ta tự soi gương người ta. Kính thưa quý vị, trong niềm tiếc thương vô hạn để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu, Trường Đại học Tài chính Marketing đã thực hiện việc treo cờ rủ theo nghi thức quốc tang tại các vị trí có treo cờ Tổ quốc đặt tại trụ sở chính 778 Nguyễn Kiệm và các cơ sở đào tạo của trường. Các đơn vị thuộc trường chủ động tạm dừng tổ chức các chương trình văn nghệ, thể dục, thể thao và hoạt động vui chơi giải trí trong 2 ngày quốc tang. Cổng thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội của trường thay đổi sang màu trắng đen. Tạm dừng cập nhật các tin tức giải trí. Viên chức, người lao động tham dự lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua truyền hình trực tiếp tại trụ sở chính 778 Nguyễn Kiệm. Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam, văn hiến và anh hùng. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân. Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, tất cả vì sự nghiệp chung, đấy mới là người cộng sản chân chính. Tiếp nối bản tin điểm tuần ngày hôm nay, mời quý vị cùng cập nhật các tin tức sự kiện đã diễn ra tại Trường Đại học Tài chính Marketing trong tuần vừa qua.
Thưa quý vị, sáng ngày 22 tháng 7 năm 2024, Trường Đại học Tài chính Marketing đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết của Hội đồng trường về việc hợp nhất khoa thuế, hải quan và khoa thẩm định giá, kinh doanh bất động sản thành khoa quản lý công, bất động sản và các quyết định của hiệu trường về nhân sự. Tham dự hội nghị có sự hiện diện của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Tiến sĩ Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Tiến sĩ Phạm Quốc Việt, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường. Khoa quản lý công, bất động sản cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu của xã hội ở các lĩnh vực thuế, hải quan xuất nhập khẩu, tài chính công, thẩm định giá, kinh doanh bất động sản. Chương trình đào tạo của khoa được thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cập nhật các kiến thức mới và phù hợp với xu thế hiện tại. Đặc biệt, khoa sẽ đẩy mạnh các hoạt động học tập từ thực tế để phù hợp với chiến lược phát triển trường theo định hướng ứng dụng. Lãnh đạo của khoa quản lý công bất động sản bao gồm Tiến sĩ Nguyễn Thanh Nhã, trưởng khoa, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Ngọc, Phó trưởng khoa, Thạc sĩ Nguyễn Thị Huyền, Phó trưởng khoa. Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2024, Trường Đại học Tài chính Marketing đã tổ chức lễ khai giảng nghiên cứu sinh và cao học đợt 1 năm 2024. Theo đó, thì đợt này có 292 thí sinh trúng tuyển cao học khóa 21 và 42 thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2024. Phát biểu tại lễ khai giảng, Tiến sĩ Phạm Quốc Việt, Phó Hiệu trưởng nhà trường đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần quyết tâm vươn tới đỉnh cao trong học tập và nghiên cứu của toàn thể 292 tân học viên cao học và 42 tân nghiên cứu sinh. Thầy đặt kỳ vọng ở các học viên, những người sẽ cùng với đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường viết tiếp những trang sử vẻ vang của UFM. Sáng ngày 24 tháng 7 năm 2024, Trường Đại học Tài chính Marketing đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quan hệ doanh nghiệp 6 tháng đầu năm và triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự hội nghị có sự hiện diện của Tiến sĩ Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng, chủ trì hội nghị, Tiến sĩ Phạm Quốc Việt, Phó Hiệu trưởng cùng các thầy cô là lãnh đạo các đơn vị chủ thuộc trường. Tại hội nghị, thì Thạc sĩ Nguyễn Thái Châu, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ Doanh nghiệp đã báo cáo sơ kết công tác quan hệ doanh nghiệp 6 tháng đầu năm và triển khai những nội dung chính trong hoạt động 6 tháng cuối năm 2024 của các khoa, đơn vị thuộc trường. Theo đó, về cơ bản, với sự chủ động tích cực và sáng tạo trong hoạt động hợp tác doanh nghiệp của Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ Doanh nghiệp, cùng với sự phối hợp với các khoa chuyên môn, đơn vị hỗ trợ đào tạo đã giúp cho nhiệm vụ công tác chung trong 6 tháng đầu năm 2024 của nhà trường được hoàn thành, được truyền thông công chúng và xã hội đánh giá tích cực. Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến góp ý, trong đó nổi bật và tập trung vào nội dung như là trách nhiệm của lãnh đạo khoa trong công tác hoạt động hợp tác doanh nghiệp tại các khoa phụ trách, phân loại và đánh giá chất lượng của các hoạt động hợp tác của doanh nghiệp, khai thác các cơ sở vật chất, phòng thực hành, mô phỏng tại cơ sở học tập của nhà trường, hoạt động trải nghiệm, tham quan thực tế tại doanh nghiệp, hoạt động tài trợ học bổng, tài trợ tổ chức các cuộc thi học thuật, tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng tại nhà trường. Tiến sĩ Lê Trung Đạo chủ trì hội nghị chỉ đạo đẩy nhanh việc hoàn thiện cổng thông tin, hệ thống theo dõi, thống kê các hoạt động hợp tác doanh nghiệp để các bên liên quan tham gia tiếp tục tăng cường hoạt động trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, khẳng định bản sắc khác biệt trong hoạt động này so với các trường khác, đồng thời khảo sát thêm sinh viên về chất lượng hoạt động tham quan, trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp. Phần cuối của bản tin ngày hôm nay, mời quý vị cùng cập nhật các thông tin dự báo thời tiết để chủ động hơn cho công việc của mình trong tuần tới. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin điểm tuần số 97 ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mọi đóng góp ý kiến và cần hỗ trợ thông tin, quý vị hãy vui lòng gửi về địa chỉ email truyền thông@ufm.edu.vn. Còn bây giờ, Hồng Quân xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở các bản tin tiếp theo được phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên fanpage và kênh YouTube của Trường Đại học Tài chính Marketing.